cách đây được khoảng tầm 4 năm sẽ làm một lần. Còn bên trong này là ngoài cái bên trong là y nguyên như vậy. Còn bạn học gì thì sẽ quay rồi từ đầu đến cuối là nhận như vậy mà không biết trước gì cả. Sinh viên vào đây là có là đến nhận phần nào thì giao biên bản và giao như nào ra trả lại như vậy. Còn như là còn cái bên kia thì cái bên kia là đại học cảnh sát, lúc sáng của đại học cảnh sát thì nó đưa vào năm 2013. Vâng. Đây là của nó xây cùng đợt với năm, tức là năm khoảng năm 2009 khởi công.